cho tất cả mọi người. Hôm nay mình dẫn mọi người đi đâu mọi người biết không? Đó là đi tới nhà bà cô mình, cô giáo nha, cô giáo của mình á, để xem chim nha. Ở nhà bà có chim tự nhiên mà không biết là nó như thế nào. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tới tham quan nhà của bà và xem chim nha. Mọi người biết không, ở đây mùa này nó có rất nhiều cây hoa mimosa kìa. Đó, thấy không? Đó, nó nở hoa màu vàng rất là đẹp, giống như hoa bung, hoa mai của mình đó. Thấy không? Đó, đây là hoa mimosa. Mọi người thấy không? Rất là đẹp, thấy không? Wow. Đó, con đường này cũng hơi nhỏ. À, bây giờ mình dẫn mọi người vô trong nhà coi nha. Coi xem có chim gì không nha. À, dẫn mọi người vô trong nhà coi nha, xem chim nha. Xem chim coi nhà coi nha. Mọi người thấy cái hoa này hoa gì không? Wow, giống như hoa hoa ăn đào không? Wow, quá đẹp luôn đấy không? Wow, nó ra này. Quá trời hoa luôn đấy không? À, còn nụ à. Wow, là ra. Ong, quá trời ong luôn không? Wow. Wow, cái gốc cây đó bự không? À, gốc cây này. Wow. Quá chị ong luôn này không? Wow, là ong quá trời luôn. Không biết hoa này hoa gì để hỏi bà cô xem, đó là hoa gì nha. Oh, hoa đẹp không? Quá trời hoa luôn thấy không? Wow. Để xem hỏi bà cô xem hoa này hoa gì. Đây, đẹp không? Canfle? Ah, c'est des pruniers. Pruniers. C'est des prunes, ouais. Comme au Vietnam, quand c'est la fête du Tet, vous, c'est des feuilles jaunes, des fleurs jaunes. Ah. À, cây này bà cô vẫn nói là mình là cây này là cây mận này. À, cây mận này nó không ra hoa đẹp không? Hoa là là bê bốc bê à thì là pít của bác hả là bê pít nó. Ok, à, đây rất nhiều ong thấy không? À, Việt Nam ong ong con ong. Hoa là hoa này hoa đẹp không? À, màu vàng, màu trắng này, nó có lại màu trắng này, à, quá trời ong luôn. Ok, allez. Wow, tới nhà bà cô này, wow, petite maison. Wow, in la terrasse. Voilà. Wow, vườn đẹp không? Voilà. Ôi, có con mèo này. Ôi, có hình tượng tượng Phật đây nữa này. Wow, đây có con mèo này. Voilà. À, Buddha, là Buddha. À, cây chổi, có cây chổi Việt Nam à. Combos. À, ô, có cây tre này, cây tre này. Cây tre Việt Nam. Wow, cái tượng này, hình tượng hình là Combos tuy nhiên Phan Xê. Sao? Ông Phan Xê, David mê sự... Michel-Ange. David, je ne connais pas bien. Ah, Michel-Ange, c'était un Italien et c'était en 1568.
Et là, tu vois, c'est là que je mets à manger pour les oiseaux. Mais là, elles ne sont pas là. Ah. T'as vu la petite maison aussi? Mais si on, quand on sera dans la maison, à l'intérieur, elle est pas. Il n'y a pas de oiseaux dedans? Non. À, cái này nhà con chim này, bà để đồ ăn cho nó mà nó hành trình tới này. À. Là photo que j'avais faite avec Aperus, c'était là, tu vois. C'est la photo là. À, mais c'est quoi, c'est ça, c'est quoi? C'est des boules de figues. Des croix. Ah. Ça, c'est le. C'est un figuier. Figuier, oui, c'est des figues. Ah, figues. Ouais, des figues. Et la fruit ou pas? Beaucoup de fruits. Il va partir du mois de juin. Ah, le juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ah, le juin, si, il a beaucoup de fruits, si, je peux venir et cueillir. Oui, on vient bien. Hein. Les cueillir. Ah, c'est oh là ramasse. Là. Au revoir. Oui. Ah. Ah, cái cây là cây cây sung này, cây sung mà mai mốt tháng 6 nó ra trái nhiều, bà kêu mình tới hái này ha. Và là wow. Cây này cây gì này? Cây này là cây thông hay cây gì này? À, nhìn đẹp không? Wow. Cây này cũng đẹp này. À. 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 À, là sắc à, con mèo nhìn dễ thương không? Wow, là. Ta 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 ta. Il a beaucoup soif. Il a le mon voisin. Il a beaucoup. Hein. Ah oui, moi c'est celle du voisin. Vous voyez con mèo nó dạn người ạ. Miu 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 miu. Oh, oh kìa, cây sung này mình thích rất là cây sung này. Đó, mai mốt nó ra trái mình sẽ tới đi mình hái để mình quay cho mọi người coi nha. À, ok. Oh, ah, c'est beau. Ordonné, ordonné. Ah, c'est la mezzanine. Mezzanine. Ah, là cái gác trên này. Ah. Cái phòng rất là gọn gàng ha. C'est pour les invités. Puis j'ai une chambre aussi là-bas. Ah oui. Là-bas il y a une chambre. Pour qui? Ma colocataire. Ah. Ouais, j'ai une colocataire qui habite là. Ah bon? Je te montre ma salle de bain. La salle de bain, elle est belle. Hein. Voilà, la salle de bain. Comme ma chambre. Comme ta chambre. Ouais. Ah, ouais. Okay. Oh, petite. Cái ấy là nhỏ xíu là trời. Cái chỗ rửa cái lavabo này. Oh là là, petite, trop petite. Oh là là. Cái này cỡ bằng găng tay 20 phân. Trời. Cái lavabo lần đầu tiên mình thấy nhỏ xíu. À, ở trong kia cái phòng kia cũng có người ở kìa. Không? Cái nhà nhỏ xíu. À, oui, c'est ça. Voilà. Et après je fais quoi là? J'ai mis le maçon dans l'eau. Voilà. J'ai vanillé, j'ai ça là. La crème. De coco. De coco. C'est ouais, bon? C'est bon. Voilà. Et j'ai des bananes. Bananes. Et sucre. Sucre vanillé. Ah, oh, du sucre, bon, du sucre. Regardez du sucre. Et là, pour longtemps faire ça? Combien de temps? 6 minutes, 5 minutes. Oh, bah ça va, assieds-toi, arrive comme on peut. Bây giờ mình chuẩn bị nấu chè chuối nha, chè chuối cho bé nha. Chuẩn bị nấu chè chuối cho bé. Chè chuối banane. Ah ouais. Et voilà. Une fois. Une fois. Une fois ou une casserole? Bah des habitudes, des gens. Ah oui, oui, casserole. Casserole. Une casserole? Oui, casserole. Enlève ton manteau, enlève, je sais pas, tu vas un café. Moi, c'est le. Le propriétaire Yvan, je veux bien acheter, mais en fait il n'y a rien qui est en bus quand même. Je vais te raccompagner chez toi. Ah, bây giờ mình chuẩn bị nấu chè chuối nha. Chè chuối à la française. Bon, alors
Ok. Je peux mettre ici? Oui, tu peux mettre ici. Ok. Bây giờ mình nấu chè chuối nha, mình lấy pour deux, c'est bon. Pour, si. Non, plein, t'en fais plein. Pour deux, trois, trois, quatre. Okay. Hop. Sáu muỗng tapioca này, cái này bột bán này, hai này, ba này, bốn này, năm này. J'ai qu'une boîte hein, de crêpes de coco. Sáu này. Une seule. Sáu, sáu cái này, rồi sáu muỗng này, là ouvre boîte. Hein? Ah. Oui, chef. Chef, oui, chef. Alors, là, on va être en train de se les rentrer, là. Ah, mais c'est dur. J'ouvre tout? Ouais. Ou je fais juste deux trous? Non. J'ouvre tout? Ah, tout, tout. Ça sent bizarre. Voilà. Quand il a date. Je mets tout. Non, mais la date, elle est bonne. Je viens d'acheter. Tu rigoles quoi? Oh, cái này đặt nước nước dừa mà đặt đó là c'est bon. Mais attends, mais sau cái bốn này một này nó ça va pas du tout là, ça va pas du tout là, ça va pas du tout là. Tout. Je mets. Oui. Allez. Okay. Là. J'adore, ça sent bon. Voilà. Je mets tout. Je mets tout. Ouais. Allez hop. Non, mais ça. C'est bon. Non mais ça sent. Ça sent bien. Hein. Oui, c'est bon. Sucre. De sucre. De cuillère à sucre. De cuillère à sucre. De cuillère à sucre. Ok. Comme ça? Tu filmes pour qui? Tu filmes pour qui? Les autres? Tes amis? Pour mon oncle. Et non, c'est pas faire le... Ma tante à Montpellier. Oui. Voilà. Un seul sac? Oh, c'est bon. Oh là là, c'est beaucoup. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, mets de feu. Ah, c'est bon, non, banane à café. Ah. Comment? Du sucre, hein. Mâche. Petit feu ou grand feu? Petit ou grand? Grand. Petit. Grand avant et après. Ok. Ah, tout ton. Mélanger. Non, c'est vachement sucré, hein. Trop sucré. Non mais attends. Après, s'il n'y a pas comment, s'il y a faim, il faut mettre de l'eau. Ah, s'il n'y a pas faim, mettre un peu d'eau. Ouais. Quậy lên cho nó đều, không có bị cháy dưới. C'est dit là. Non, j'ai dit il faut comment mélanger. Il faut mélanger tout le temps parce que brûler en bas. Ouais. Est-ce que le tapioca il va grossir? Ouais. Et on met pas d'eau. Non, attends parce que s'il n'y a pas assez, mettre dans l'eau. Oui. Un peu. Mon mm. Normalement.
ça il a deux titres, deux socs, le coco, juste de coco, il a deux socs, il a deux socs. C'est la crème, c'est la crème, ouais. La juice c'est pas bon, bon crème, mais il a deux socs aussi. À quay cho tới khi nào nó chín nè, chín tập được cái. Tu vas plus avoir de batterie. Mình cho chuối vào đây. Cho chuối vào nó hơi đặc, mình cho thêm miếng nước rồi nhỉ. Cho thêm nước vào tay bà cô bà kêu mình nấu thử chè chuối. Chè chuối ăn thử coi xem như thế nào. Đó. Rồi, thêm miếng nước nữa thì tại vì nó hơi đặc nha. Nó hơi đặc mà mình thêm miếng nước nữa. Đó. Cho miếng nước vào đi. Mình nấu chả chuối à. Nó đặc quá không được đâu. Nó hơi lỏng lỏng quá, sẽ sệt ra được. Đó, ok. Le tapioca est cuit déjà? Oui, il est cuit, oui. Okay. Oui, il est cuit, oui. Ah, c'est bon. Très bon. On arrête? Non, il faut... bouillon. Sabou. Ouais, sabou, oui. Sabou. 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 Allez, sabou. Ah, oh, sabou, c'est bon. J'arrête? Ouais. Ça m'a tué, là. Ah. Mẹ là xuyệt là xuyệt bông, xuyệt AC. Ôi xuyệt. Ôi bên này, chim tới nè. Ôi nó bay rồi. Thì il a disparu. Mais il y a le chat. Ah. Con mèo đây nè, con mèo đây. Con mèo đây đã sợ bay hết rồi. Nãy chim sẻ tới nhiều lắm, nó tới nó ăn nữa. Đây là một cái nhà của cho chim đó. Đó là cái cây đó, cây lớn đó là cây sung á. Bữa nào nó ra trái, tháng 6 là trái, mình tới mình hái. Mình hái là mình quay cho mọi người coi. Rất nhiều sung á, cái đó ăn ngon, cái sung ăn rất là ngon. Cái ông kia là David, tên là David. David nhờ. À, chè chuối xong rồi, chè chuối xong rồi. Xem. Ủa là à, chè chuối xong rồi mọi người thấy không? À, nấu chè chuối này nhanh nào. Và trong 5 phút rồi thấy không? Mọi thấy con mèo nhỉ, mèo ngoài cửa nhìn vô nhắc cửa không? Wow. Là beaucoup baguette. Hein? Wow, là. Il y a des baguettes de partout hein. Il y a des baguettes japonaises. Baguette de, je sais pas où, de Vietnam, du baguette de restaurant. Oh, mọi người thích mấy cái tô này không? Tô này, đó, tô kiểu ha. Oh, thấy quá trời đũa này không? Oh, đũa là chè của Việt Nam này, thấy không? Trời ơi, nhè Tây mà toàn là đồ Việt Nam thôi. Rồi đây cái đèn, cái hình ông mặt trời đẹp không? Đây có con chim bay. Quand ça va monter tout à l'heure, ça va monter. Là, en bas de l'eau. En bas il y a de l'eau. Là il y a le café là. Ah, café ça. Là, il y a une cuillère de café. Okay. Là. Et après... L'eau, elle va bouillir, elle va remonter, elle va sortir par là. Ah, d'accord. Par le petit trou là, elle va sortir comme ça. Tu verras. Ah, okay. Tu verras tout à l'heure. Enfin, dans 2 minutes, hein. 2 minutes, oh. Ça va. Mọi người thấy không? Cái này là máy pha cà phê này hả? Ở dưới này là nước à, bà đổ nước đây, ở trên này là cà phê này, cà phê xay này, đó, chút xíu mà nước nó tràn lên, có thể là cà phê nó lên trên này, à. Chút xíu nó sôi ra như thế nào.
Ôi, nó sôi này, nó sôi này. Và đấy là nãy giờ nước trồi lên không, nó nổi lên cao, nước cà phê không? Thấy này hay không? Máy cà phê đọc không? Rome pha de vue. Normalement in au Vietnam il a le café mettre dans le verre en bas et le casserole en haut. Et avant, de, oui, le café sais. De aussi. L'eau et après j'ai vu, ouais. Fouiller bah, sinon, moi, un peu. Sinon j'ai une cafetière comme ça aussi, celle-là elle est bien. Hein? Celle-là elle est bien, celle-là, mais bon. Ah, celle-là pour du thé. Ah non, non, ça c'est cafetière. Cafetière, c'est cafetière, tu mets le café et après tu appuies jusqu'au fond. Voilà. Celle-là elle est bien, mais ça fait trop de café quoi. Ça fait À, xong rồi, đó, đổ nước vô, đổ cho đường vô, đổ nước vô uống. Thế mấy cái pha cà phê đồng.